Điện máy Đặng Gia xin chào anh chị. Pegasus là một thương hiệu máy nén khí của Việt Nam và đang thu hút được rất nhiều người tiêu dùng trong nhiều năm nay. Và máy nén khí Pegasus TMV 0.36/8 230L là một trong những model của Pegasus đang được rất nhiều người quan tâm và tin tưởng lựa chọn bởi nó có hiệu suất làm việc tốt, nén khí nhanh và giá thành lại rẻ. Máy nén khí Pegasus TMV 0.36/8 230L có hiệu suất làm việc tốt nhờ sở hữu motor có công suất là 4 HP, lưu lượng khí là 360L một phút, áp lực làm việc tối đa lên đến 8 kg/cm², dung tích là 230L. Chính vì vậy mà máy có khả năng lên khí nhanh, lưu lượng khí nén ổn định và được ứng dụng đa dạng trong nhiều công việc thông dụng. Máy nén khí Pegasus TMV 0.36/8 230L phù hợp để sử dụng trong những tiệm rửa và sửa xe máy chuyên nghiệp. Máy được dùng để bơm hơi, xì khô, tháo mở ốc, bắn đinh ghim. Ngoài ra máy còn có thể hỗ trợ một số công việc khác như làm sạch nội thất trong gia đình, nhà xưởng hay phun sơn. Máy có thiết kế gọn gàng với hình thức khá là đẹp mắt. Phần bình chứa này thì có một lớp vỏ khá dày và được phủ một lớp sơn tĩnh điện, cho nên là máy có khả năng chống chịu được các loại va đập cũng như là chống chịu được các tác động xấu từ môi trường, nên máy có tuổi thọ khá cao, giúp cho anh chị có thể giảm tải được chi phí bảo dưỡng máy. Ở dưới phần thân máy thì được trang bị một cái hệ thống bánh xe rất là linh hoạt, nên anh chị có thể dễ dàng di chuyển máy đến các vị trí làm việc khác nhau rất dễ dàng. Các bộ phận chính của máy đầu tiên đó chính là phần motor, tiếp theo là đầu máy. Thì máy có 3 đầu nén khí cùng với 3 cái đầu lọc gió. Anh chị nên thường xuyên vệ sinh những cái đầu lọc gió này để cho máy đảm bảo được hiệu suất làm việc tốt nhất. Ở phía dưới đây chính là phần bình chứa dầu, đây là nắp thăm dầu. Ở phía dưới đây chính là mắt thăm dầu. Anh chị lưu ý là lúc nào cũng phải để cho lượng dầu ở trong máy đổ đầy 2/3 cái mắt thăm dầu này nhé. Và ở phía bên này thì chính là phần đồng hồ và cụm van. Phía trên đây là van an toàn, khi mà máy hoạt động quá tải thì cái van an toàn này sẽ tự động bung để xả bớt khí trong bình, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. So với những sản phẩm trong cùng phân khúc thì máy nén khí Pegasus TMV 0.36/8 230L này có giá thành rẻ, phụ kiện thì dễ thay thế và luôn có sẵn tại điện máy Đặng Gia. Hiện thì máy đang được phân phối chính hãng tại điện máy Đặng Gia với mức giá chưa đến 10 triệu đồng. Nếu anh chị có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline, website hoặc để lại số điện thoại ở dưới phần bình luận để được tư vấn chi tiết nhất. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi sẽ giao hàng nhanh chóng và hỗ trợ lắp đặt chu đáo. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.